Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay lại tiếp tục đến nhà của anh Tèo là cơ sở mai vàng Hồng Phúc ha, để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một số mai ha. Em chào anh. Chào thầy Tấn. Và kính chào quý vị và các bạn đến khắp mọi miền Tổ quốc. Thì hôm nay mình có về một số mai phôi giao lưu đến toàn thể quý vị. Số mình ship toàn quốc và cũng có vài cây mình ship 200 cây số nha quý vị. Mong quý vị mình xem qua tham khảo và ủng hộ cho mình. Và cảm ơn quý vị trong thời gian qua đã tin tưởng và ủng hộ. Địa chỉ quen thuộc đây là ở Phú Long, xã Phước Ngãi, Ba Tre, Bến Tre quý vị. Dạ, số điện thoại cũng là số Zalo trên tiêu đề nha quý vị. Rồi, không để quý vị mình chờ lâu ha, vào cái số 1 luôn nha quý vị. Chiều cao luôn anh. Rồi. Rồi, chiều cao em đó. Rồi, cao có tới cổ rễ là 89 quý vị. Rồi. Xuống quạch luôn nha. Có cắn không? Rồi là 29 quý vị. Rồi 29 rồi. Này hảo cái cổ rễ nó to hơn ha. Ba mấy? 31. Rồi để đây quý vị cũng đều bốn mặt ha. Đều bốn mặt luôn. Rồi giao luôn cho quý vị ơi, cái này giao luôn 1 triệu quý vị ơi. Ship toàn quốc quý vị. Cây. 1 triệu ha. Rồi bảo ship toàn quốc luôn. Mã số rồi, 2. Tiếp tục mã số 2. Rồi, mã số 2. Rồi, số 2 thì dáng nó hơi lắc siêu ha. Lắc ha. Cũng là tông tán dù ha quý vị. Trên cành tán dù nó rất là đẹp luôn ha. Rồi, chiều cao luôn ha, trên lưng ở cổng tử luôn ha. Cổng tử. Trên lưng rồi luôn tới cổ rễ là 94. Rồi, mình xuống vành luôn nha quý vị. Cái này thì cũng hơi khó đo vành nha quý vị, nó nở chữ A rất là to ha. Đo tới trên đây thì là 36. Rồi. Ngang đây là 45 quý vị. Rồi. Rồi còn nở nữa nghe. Nở hai vị trí vậy quý vị mình coi thôi. Nở ghê luôn ha. Nó đế thì rất là đều ha, đẹp ha. Để nó xè đều luôn. Cây này giao lưu là 2 triệu rưỡi quý vị ơi. 2 triệu rưỡi mà số 2 rồi. Số 2 cây đẹp lắm quý vị. Toàn quốc. Số 3. Cây này luôn. Cây này nếu quý vị mình ở xa thì mình cắt lại tới 1m8 nha quý vị. Rồi, cây này cao chắc 2 mét mấy đó. Cây này thì nó cao tới 2 mét. Hơn 2 mét á. Hơn 2 mét. Còn hai đi xe tải thì thôi đi y. Có ghép được đi xe tải ha, ghép chiếc đi y. Tay cành cũng khá quá nè ha. Tay cành đẹp quá cho nên mình không có nở ha. Nở cắt ha. Rồi xuống vành nó luôn nha quý vị. Rồi cái này cũ to. Đo vị trí trên đây nó là 31. Rồi. Cái cũ nó là 36 quý vị. Rồi, xe luôn anh. Đó, đấy thì chia cũng đều tới diện ha. Rồi, giao luôn như tại. Cái này giao luôn 1 triệu luôn quý vị ơi. Rồi, 1 triệu rồi, xuống cây số 3. Rồi tiếp tục mình mã số 4 luôn. Rồi mã số 4 phía sau lưng ha. Rồi, rồi. Sai luôn. Nặng hết lưng. Đó. Ôi. Trời ơi sáng trưa cơm hay gì. 70-80 kg. Trên không nổi luôn. Nặng quá. Tại vì cái cây này nhờ cái đế nó xèo đẹp quá. Cho nên mình phải lấy hết luôn. Không có thâu vô nổi phải không? Hả? Cho nên bộ nồi rất là lớn. Tới cổ rễ là 59 nha quý vị. Rồi. Rồi. Hoành luôn ha. Hoành là 41. 41 hoành. À, còn cái cổ nó nở rất là lớn nữa ha. Để đặt hết trơn ha. Đế thì quá đẹp luôn. Đặt hết trơn. Mặt nào cũng có. Cây này nó có đang lên chảy chảy đó quý vị. Đó, chảy bệt bệt luôn ha. Đó. Ở hết nè. Cây này tương lai lên là nuôi là cây này rất là đẹp ha quý vị. Rồi, giao luôn như đen. Rồi cái này giao luôn 4.8 cái gì? Rồi 4.8. Rồi xuống cây. Nặng rồi. Rồi, mã số mã tiếp số theo. Tiếp theo. Số 5 luôn. Số 5. Rồi, chiều cao luôn anh Tèo. Cao cổ rễ là 85. Rồi. Xuống vành luôn nha quý vị. Vành là 34. Rồi, xây đế luôn. Rồi mã số 5 ha. Rồi giao lưu với quý vị mình 1 triệu luôn quý vị ơi. Rồi xuống cây. Nãy giờ mấy em đó từ đầu clip tới giờ chắc mình bao ship toàn quốc. Toàn quốc được quý vị. Mấy cái đó là cây cao cao thì nãy anh Tèo cũng đã nói rồi ha. 1m8 hay gì ha. Hoặc là ghép xe tải hay gì để luôn nguyên cái chiều cao đó ha. Rồi mã số tiếp theo. Số 6. Rồi chiều cao. Cổ rễ là 72. Rồi hoành luôn anh. Hoành là 28, 29 nếu tính 28. Rồi, có tay cành luôn ha. Đó, tay cành đẹp. Về ghép bò vô trời ha.
tay càng đẹp đế thì quýp luôn quý vị ơi. Bonsai chơi đó, đế thì nó để đây, cây rất là già cây ha, đế thì coi như trồng đóng luôn. Rồi giao lưu như đây anh. Rồi cái này giao lưu triệu chín luôn quý vị. Triệu chín bao ship toàn quốc luôn. Ê, ôi. Em còn quay vô, giờ vô này hơi tối nha. Rồi đó đi tiếp theo mã số 7. Rồi cái này trực được nha. Rồi chỉnh đi anh. Rồi chiều cao luôn ha, cao tới cô rễ 121 quý vị. Rồi có số chân cành ha. Đó rồi vô hoài luôn nha quý vị. Rồi cây này được có cái bộ củ rất là lớn ha, đi nôm luôn ha, đi nôm mà củ nó nổi củ này. Đây vị trí này 31 thôi. Rồi nhưng mà cái củ đặc của nó thì nó hảo cho quý vị ở trên vị trí đặt đây 56 nè. Rồi đó, đó đo trên đó đó, củ đi nôm cộng to. Rồi điều bao nhiêu anh? Cái này giao lưu 2.6 quý vị. 2.6 ha, mã số 7. Rồi rồi tiếp tục luôn, mã số 8 luôn ha. Số 8 rồi lên nổi hổ chứ. Rồi, lâu lại đó luôn, lấy cục đá ra luôn, dìm đây luôn. À, số 8 ha. Số 8 lăn nổi không, một mình lăn lại là nó không này, lính tráng đi hay đi làm hết trơn. Mét rưỡi cái kia, mét nó 2.5 cái gì. Rồi lắc luôn ha. À, bài lắc luôn ha, cao mét ra cái bài đó mét nữa. À, cái mét rưỡi chứ lộn, mét rưỡi. Đó, bài lắc có tay cành luôn ha. Ừ, cây này thì bao ship 200 nha quý vị. Cũng đẹp ha. Đây, đây nó có một cái tầng. Một tầng này cái gì mình khè ra lên đó sửa cái bay nữa thì vô cùng khéo cây luôn. Rồi, xuống vành nó luôn nha quý vị. Rồi, vị trí này đây là 39 quý vị. Rồi, 39 vành, để đều hết trơn ha. Để thì chia đều tứ diện 24 giờ luôn ha. Cộng to nôm hơn năm xe. Cái này cho lưu quý vị 3.8 quý vị. 3.8 chiếc 200. Rồi mã số 8 ha. Tạt đi, nặng quá. Rồi tôi lăn lại cái hả. Mã số 9. Rồi tiếp theo 9. Ưa luôn. Rồi mã số 9. Rồi lắc cái đọt của cái mã số 8 này vô giúp em cái anh Tèo. Lâu quá cái nữa, lâu quá nữa. Dưỡng. Rồi mã số 9. Rồi lắc cái đọt cây cái bển coi. Rồi được rồi. Rồi tạm tạm vậy đi. Rồi tạm tạm đi ha. Ngay rồi, nữa. Rồi mã số 9. Rồi mét rưỡi chiều cao. Rồi có tay cành luôn. Tay cành thì rất đẹp luôn. Đó. Này dựng trực nữa nghe quý vị. Tại đuối rồi. Nặng quá, bầu nặng này thì 200 nha quý vị. Ở xa thì quý vị mình thương lượng ha. Đính cho đi bứng hết trơn hay gì rồi. 37 vị trí này. Rồi. À, cú đặt là 54 phải không? 453 gì đó. Ừ. Đó. Đế là cũ, này dạng cũ, cũ đế xe. Rồi, giao lưu nhiêu đây anh? Rồi cây này giao lưu là 3.8 luôn quý vị. Rồi 3.8. Rồi xuống cây. Xuống đây luôn. Nặng quá không có dời xa được. Ôi. Hết cơm. Chín nang, rồi lên xuống 10 luôn. 10. 10 lên. Lên. Ai. Rồi mã số 10. Rồi chiều cao nó luôn anh. Rồi, cao là 111. Rồi, 111. À, chân cành giật cấp rất khéo hả quý vị? Đó. Rất đọt rất nhỏ ha. À. Rồi, mình vô hoành em nó luôn nha quý vị. Rồi, 37 hoành quý vị. Rồi. Hoành 37 đế luôn. Đó, đế thì chia đều hết hả quý vị? Đều tứ phía luôn. Đó, nha. Cộng lực. Rồi, giao lưu nha anh. Rồi, cái này giao lưu lên quý vị là 2.9 quý vị. 2.9 mã số 10. Rồi, xuống cây. Nhẹ lại coi cho nó khỏe cái lại cây. Phục hồi lại. Rồi, tiếp theo là cái bình trà. À, này mình cắt về để chừa lại quý vị về cắt ha. Cắt cái dồi nè. Cắt cái bớt cái dồi lại, cái dồi ra nó. À. Giống rồi. Cái gì trong Aladdin và cây đèn thần. Ở vị trí này là 25. 33. Rồi. 33 luôn, 34 ý tính 33 luôn. Cái bình. Bình trà. Bình trà.
Rồi giao lưu như thế anh. À, cây này giao lưu 2,1 triệu cái gì vậy? Rồi 2,1 triệu. Và khéo luôn. Rồi mã số tiếp theo luôn, 12 luôn. 12. Cục nữa. Rồi. Tạm tạm vậy đi ha. Tạm tạm. Rồi, chiều cao em 12 luôn. Rồi, này cao 1m9 đi. Rồi, 1m9 ha, tay cành quá xá ha. Tay cành đẹp. Đóng từ trên xuống dưới gần tới gốc luôn. Đó, vậy đó. Rồi, mình xuống hoành luôn nha quý vị. Này, chân cành đẹp luôn á. Đóng từ trên xuống gần tới đây luôn nè. 36 hoành. Rồi, hoành còn 36. Cái cũ thì rất lớn nha. Xe nó trong đóng cục cục luôn, đế rất là đẹp. Rồi giao luôn như 2,4 triệu luôn quý vị. 2,4 triệu. Rồi xuống cây luôn, số 12 nha quý vị. Rồi tiếp theo số 13 lên luôn. 13 lên. Rồi ghi số vô, ghi số cây đẳng đi. Rồi mã số 13. Rồi chiều cao luôn, 48. Rồi, hoành luôn nha quý vị. Trời ơi, nó có chạc lên không à. Thôi đây đi, 40. Rồi, 40 hoành. Nó chạc lên không rồi, nó nở á, nở cục bự chẳng á. Để nè. Để cộng lực đẹp, luôn lực cũng sai luôn. 2,6 triệu luôn quý vị ơi. 13 ha, 2,6 triệu. 13. Rồi, lên em 14 luôn. 14. Cụ đế đẹp nữa. Đó. Rồi, trở ra là vậy đi. Rồi, không, cho chiều cao luôn. Vậy mình dựng trực được nè nha quý vị. Đó, trực vậy nè. Tại cái bầu nó không được bằng á. Rồi, cao 136. Nhót đọt ha. Nhót đọt một xíu ha. À. Hoành 31 cái gì vậy? Đó, nguyên cái củ quái cái gì luôn. Đó, để trồng lốp lốp đó cái gì. Rồi, giao luôn như đây anh. Ờ, cây này 2,3 triệu luôn cái gì ơi. Khoan đi quay cái cây tàn đi, đừng nghiêng cái cây tàn quăng mé đừng cho. Rồi, xuống cây. Cho dễ quay mấy cái này, không phải ăn thấy. Rồi. Má mười mấy rồi. Này 15 hả? À, 15 là cây mai tàn nha quý vị. À, khoảng 15 phải không? 15. Này em nó cao 2 mét đi, tán ngang 2 mét 3 mét 4 gì á. Đó. Đó, gì nghĩa em nói nha. Gần một xíu ha. Cái này bông chùm nha quý vị. 5 7 cánh bông chùm. Rồi, cục chanh đây. Đó. Rồi, đo vị trí dưới trước đi. Ở dưới vị trí cũ này thì nó là 41. Xê lên tên cao này là 34. Rồi, 34 vành ha. Rồi, để luôn rồi quý vị. Đấy, nó giờ cũng do khối mà, tứ diện khuôn mặt mà nó khối lại khá đẹp. Rồi, cây này giao lưu 4,2 triệu luôn quý vị, mai tàng số 15. Bỏ chip 200 ha. Chip 200. Rồi để nghiêng qua cho nó cản mấy cái kia. Rồi chim vô cho nó nghiêng qua chút. Rồi, nó trống rồi không? À, qua 16 ha. 16 tiếp theo khôi nữa quý vị ơi. Đó, chân cành thì quyết quyệt ha. 16. Rồi, chiều cao luôn. Rồi, cao cổ rễ là 136 cái gì? Tại cành cũng đều hết trơn ha. Đều hết. Một trực cốt thẳng đi lên. Rồi, vô hoành luôn. Rồi. Rồi, phải xây nữa. Rồi xây đâu xây? 30 mấy á? 32. 32 hoành. Cũ nở đẹp nha quý vị. Xây xây giúp em vòng luôn. Đó. Đế thì quá ok ha. Số 16 giao luôn như đây. 2,2 triệu luôn quý vị. Rồi 2,2 triệu xuống cây.
Rồi, mã số 17 mình lên cây luôn. 17. Chưa nữa. Đó, 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 có cục cây đó. Ngay kế bên chân. Rồi, vậy đi. Mà tạm tạm vậy đi. Rồi, chiều cao em 17 luôn. 17. Có số chừng cành tới câu rễ thôi nha. 91. Rồi. Rồi, đó. Vô. Cấp rất đẹp ha. Cấp ha. À, cái này thì nó có gần rồi 32 hoành. À, còn rồi, cũng nở nở nữa, nở thì rất là to ha quý vị. Mình rồi vậy luôn nhiêu đây anh? Rồi 2.1 luôn quý vị ơi. 2.1 luôn ha. Dạ. Rồi xuống cây. Xuống luôn. Rồi lên em 18 luôn. 18. Bự à. Khoan. Nổi không đây? Vô, vô luôn. Rồi, giữ. Mạnh dữ ha. 18 này quý vị. Rồi. Đó. Trực bay. Rồi tới đây 1.5 m, còn kia 1 m nữa, 2.5 m. Rồi cũng giống giống như cái em hồi nãy ha. Chân cạnh thì lách nhách luôn hả quý vị. Từ đoạn này lên trên là coi như là kẹo luôn á. Lắc lắc giống á ha. Giống như cây nãy không biết số mấy quên rồi. Quý vị có chốt chốt một cặp luôn cho nó giống giống quý vị. À, chốt một cặp rồi có giá hữu nghị liền. À, chốt một cặp luôn, cặp mà trực bay này giống. Có giá ưu tiên ha, ưu đãi hơn xíu ha. Tại cả đống nhóc chách hết trơn nè, đó. Rồi xuống hoành luôn nha quý vị. Rồi vị trí này đây là 41 quý vị. Rồi này đây nở bị nở quá trớn nở cái bị. Cái bị hai cái tay mình nè. Em này là 18. 18 ha. Giao luôn nhiêu đây anh? Rồi cái này giao luôn 4.9 quý vị ơi. Rồi 4.9. Bao ship 200. 200. Lên luôn. Ngọn á, bonsai. Rồi. Một cục em một. Em 19 ha. 19 có một cái cục. Wow. Nó rất là đẹp ha. Này lên cái chậu đẹp đẹp cái nữa thì nó đẹp hơn. Rồi cái hoành nó ha. Rồi 41. 41 ha. Còn ở đo trên cái cục trên trên này cái. Này là nó 39 luôn. Rồi. Mập mập như nhau à. Cao nó khoảng chừng 20 mấy á. À, cái này thì hơn gang tay mình nha. 30 á. Hai mấy 30 á. Mà có thước để đo cho người ta dễ nhìn cây. 26 à. Rồi. Đó. Vậy luôn nhiêu đây 2.1 rồi có gì ơi. 2.1 xuống cây. Rồi đó. Lên em 20 luôn. 20. Rồi em rồi, 20. Vậy đi. Nó hơi bay bay. Rồi cho chiều cao em nó luôn. Tới cụ rễ là 97 quý vị. Có chân cành đẹp ha. Đó, gió ngọn nhỏ xíu. Rồi, okay xuống hoành luôn ha. Cũ không không quý vị ơi. Này nuôi tương lai đẹp lắm. Ở vị trí này đi, 29. Cũ đặt. 36. 6. Còn cái này rồi. Nữa. Này đặt cái tay. Đặt cái tay quý vị mình mượn tượng. Rồi, vậy luôn như đây. Rồi, có 1.3 triệu luôn quý vị ơi. 1.3 triệu, rồi, xuống cây luôn. Đây đây tối không? Vô luôn. Kệ đi. Chứ giờ đâu có ai đầu khiên đâu mà. Vô. Đi. 20 20 hả? 21. 21. Rồi 21. Cao 103. Nè, gió ngọn còn vừa nắm 20 á. Không tới nè. Có 15 ha. Rồi. Rồi xuống hoành luôn nha quý vị. Cắn rễ không? Nhìn bánh đi. Không. 39. Rồi 39 của anh. Để đây quý vị. 39 mà nó nở dưới chà bá luôn. Để đều. Rồi, mạnh lực lực 21 ha. Rồi giao luôn nhiêu đây? Rồi cái này giao luôn 3.5 triệu quý vị ơi. Rồi 3.5 triệu. Rồi xuống cây. Bao ship toàn quốc. Rồi 22. 22 luôn. Chân cành đẹp. Thân lắc 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 luôn. Rồi cao luôn anh. Rồi 1.6 m đi. Ở trên cành nè quý vị. À.
Rồi, xuống mạnh luôn anh. Rồi. Ba mấy đây? 35 ha. Ừ. Rồi để luôn. Để cộng lực ha. Chia đều đều hết. Rồi giá giao lưu là 2.6 triệu luôn quý vị ơi. 6. Ship, ship toàn quốc luôn ha. Wow. Chơi luôn. Chơi luôn. Xem nó vô. 23 ha. 23. Rồi mã số 23. Rồi, chiều cao nó luôn anh Tèo. Rồi, 1m7, 1m8 gì đó ha. Có 1m7 đi. Em này già cây mình gân 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 quá ha. Gân 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 dẹp 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 luôn. Giống như cây khế. Giống như khế gân. Ừ, nó gân từ trên dài dài dưới gân dẹp dẹp luôn. Rồi, của anh. 34 đi. Rồi, xe xe luôn anh. Đó. Rồi, giao luôn như đây anh. Rồi, cái này giao luôn 1.9 triệu quý vị. Rồi, 1.9 triệu, rồi, xuống cây. Rồi. Rồi. Tiếp theo. Buông buông. Lắc cái này vô cái... Dính cái cục đá bởi nó. Rồi, tăng chân cành đẹp cao... gần 2m9 đi. Đó. Cái này nó có đóng cái này gái phải không? Xù, giống xù ha. Ừ đó, đeo. Xù tay cành. Ừ, tay cành nhóc đó mà. Cái nào có dính dính xù tay cành chứ không có xù nách như cái gì. Ừ, nè, cái xù vậy nè. Thì nó xù mấy cái chân cành hết trơn à, nhóc đó. Tay cành nó xù mà nách không xù ha. Ừ. Nó xù nách nó đỡ ha. Đó. Thì từ từ nó bò vô. Tay cành nó bò vô thân. Đó. Tay cành đóng đều đẹp quá nè. Ờ, tay cành đẹp nè, dưới này cũng quấn cục nè. Ngộ quá. Xù tay cành. Đây nè. Rồi, xuống hoành luôn ha. Rồi. Này đo trên cái cũ đi ha, 35. Cái cũ. Cũ 4 mấy á? 42 gì đây. Ờ 42 43 đó. Rồi 43 ha, cũ 43 ha. Rồi, vô luôn như anh. 2.2 thôi quý vị. Rồi, 2.2. Rồi, xuống cây luôn. Tiếp theo 25. 25. Wow. Thôi vậy đi. Bên kia. Rồi. Dán là vậy đi. Siêu siêu vậy tay cành đóng siêu. Đặt à, hồi đó, hồi cái đọt đọt nó hồi lại đó. Đó. Rồi cho chiều cao nó luôn anh ta. Rồi 1.5 m. 1.5 m ha. Tay cành đóng đặt hết trơn ha. Đặt kẹo luôn á. Cái này đó. Cái này để tàn đẹp lắm mà tại vì chặt chặt quá rồi cho nên không có đem ra được. Là cắt thành phôi ha. Ừ. Này nở cũ rồi đó trên này cái hết quý vị 32. Rồi. Ngay đây thì nó 37. Rồi. Nó cũng lục cục lòn hòn đó. Để đẹp quá nè ha. Để thì quá ok luôn á, chân chịu hết biết cái chân chịu nè. Nó còn ở đây tại dài. Ừ. Rồi vô luôn như đây anh. 2.7 triệu quý vị. 2.7 triệu rồi, xuống cây, ship toàn quốc ha. Rồi lên em 26 luôn. Ôi ôi. Ôi, bả mạnh. Vậy, vậy mà không biết cứ vợ bự con. Cứ vợ bự con mạnh lắm. Rồi mã tiếp theo. Rồi. À, nhiêu đây? 26. 26 cao là 82. À, 29 của anh. Rồi, xây xây luôn. Nghe tôi thở không? À, xuống đế luôn nha quý vị. Đó. Tông dù hết quý vị. Đó. Đế thì nó cũng rất là ok luôn. Bốn mặt đủ hết trơn ha. Ừ, đủ hết. Rồi, cho luôn nha anh. Rồi, có 1.3 triệu quý vị. 1.3 triệu ha. Mã số 26. Rồi, 27. 27. 27 thì bên đây ha. Đó. Bonsai. Này này xù bổ không ạ. Cao. Lấy cao nhất đi. 105. Rồi. Xù bổng đi vô coi xù bổng quý vị. Đó. Đó, hai bên thì đều có hết, hai cái sừng này. Hai sừng tấm. Này mình cắt ngay đây xuống ha, cho nó gần gần cái này nữa nó giống cái nai sừng tấm. Xù lục cục mấy này trơn ha. Đó, dài xuống nách đồ có hết nè. Cộm hết trơn nè. Đó. Nè. Đeo nhúc nhích. Rồi, hoành luôn.
vị trí gần gần đây. Rồi 43 quý vị ơi. Đó, đó vị trí đó ha quý vị. Đó. Rồi xe xe luôn. Rồi cho luôn như anh. Rồi 5 triệu 2 luôn quý vị. 5 triệu 2 xếp toàn quốc. Wow. 27. Rồi nói không, mã số 28 lên. Lên. Lỗi lên rồi lên hết. Cho nó đẹp. Rồi mã số 28, cái này dựng trực được nè. Đó. Rồi cao. Cụ rễ thôi đi. Rồi thấy cụ rễ. À, 106. Có số chân cành không quý vị? Rồi cho hoành luôn nha quý vị. Rồi hoành 38. Rồi 38 hoành. Đó, để nữa em cộng nào cũng lấy to to không à. Rồi giao lưu nhiêu đây anh? Rồi cây này giao lưu 3 triệu tư quý vị. 3 triệu tư mà 68. Rồi xuống cây. Uầy, chết tôi. Rồi còn cây cuối cùng. Rồi mã số là 29 ha. Đó. Lên luôn. Lên luôn. Ừ. À, nãy giờ không nói gì là nghĩa là bao ship toàn quốc hết đó, ha anh. À, cái mấy cái thằng nặng này thôi ship toàn quốc luôn mấy này đó. Có mấy cây cao quá ship không được quý vị. Còn cây này biết ông quay phim ông cũng ép người nữa hả? À, em hỏi anh ta là em đâu có ép gì đâu. À, tính mét rưỡi đi, hơn mét rưỡi tới mét rưỡi đi. Rồi thân cũng lắc lắc ha quý vị. Đó. À, lắc lắc có tay cành luôn nè. À. Này à, quý vị mình hai đường chơi ha. Về quý vị mình mua không thích cái này thì mình giật về cái nữa là ở đây tầng khỏa tầng cái lên trên lắc đi. Bay luôn ha. Bay luôn. Này chia ta số chân cành dưới đây nữa nè. Đó. Đây nè. Rất khéo nè. Đó. Rồi chỗ vô hoành luôn anh Tèo ơi. Cái này là cái đường thân lắc cũng hay quá. Mình muốn chơi nó nhiều cái đường chơi. Rồi ở đây là 40. 40. Rồi nhẹ nhẹ vậy là 46 cái gì? Rồi mình tính hoành 40 đi. Ừ. Cái bể nó hết hồn cái bể nha. Đó. Đế bể. Rồi giao luôn như đây anh. Rồi. Cái này giao luôn 4 triệu tư quý vị. Ship. À, này ship toàn quốc luôn á. Rồi, mã số 29 nha quý vị. 29. Rồi cũng là mã số cuối clip ha. Rồi cảm ơn quý vị rất là nhiều đã dành thời gian theo dõi đến kết thúc clip ha. Thì trong quá trình xem quý vị thích cây nào thì cứ mạnh dạn alo anh Tèo. Rồi quý vị xem. Rồi, nếu chưa bấm đăng ký ủng hộ kênh giúp mình nha quý vị. Rồi xin chào, hẹn gặp lại quý vị mình clip sau.